bom. Ôi, hai. Rồi, ở cửa đi cầm. Từ từ phụ họ ly đây. Chắc bộ ôi diệt ạ. Ôi. Trời ơi, hỷ nhất đấm 4 đấm rồi đó. Rồi chết. Bom. Quá. Lục. Thôi, quần này không cứu bom được rồi. Ai bảo không cứu được? Ai nói không cứu được? Cái gì con mẹ nó vừa mới. Để tôi tấn Chỉ điểm cần thôi. khốn lành canh góc khuất chỗ 3-4 thôi, còn lại tem lo được. Tôi còn đang bị quái dí cho nên không kịp phá. Cứ để khu vực 3-4 đấy tôi trấn điểm trọng. Mày vừa nói xong thì tử thần nó đến gặp mình ạ. Ô khổ nhà nó. Bom. Phá bom mới 2 giờ vậy. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Đó. Tao bị gì ấy? Đủ má nó còn quái. Tao đang chọc chó. Má chó theo tao nè. Đang chọc chó mày quái chặn đường tao. Ok bye. Nếu cút thì bom ạ. Di anh ơi, Di anh. Hả? Ông chấn điểm cái khu vực cao nhất, cái bảo khu vực đối diện nó ấy. Khu cao Tôi nhất. không nghe cái gì cả, tôi không nghe cái gì cả, mic ông bé quá. Mike, ông chấn điểm giúp tôi cái khu vực cao nhất với cả khu vực đối diện Tôi nó một theo chiều dọc của ông. Một và hai. nghe cái gì chẳng nghe. Đại quan số 1. Đại quan số 1 là được. Phải có một thằng chấn Bởi điểm. vì giữa mết là có tôi ông kia rồi. Úi dồi, lại bị gì? Bố trai. Trận này có vẻ Duy Anh này chết hơi nhiều. Vấn đề tuần này nó toang quá. Nếu tuần trước Bom thì có bom khi bom tôi bom chết. Không kịp chấn điểm rồi. Bị ngay mà. Có đi từ thằng gì nữa thì cũng chịu. Nói thật là vào tuần này nó vậy. Tuần này cũng dễ thở mà. Tuần trước tôi thích tuần trước hơn. Tuần này đúng là ấy quá. Ủa ôi, 6, 2, 7, Khó 2, chịu 10. chỗ thần chết thôi, đang bị dí mà lóc lên nữa thì Qua kia, đừng có hụt quanh đây. Ơi giải qua ơi. đây tập trung nhất một kìa. Cha biết nhất một không? Dồn hết bên này nào, qua bên này nào, qua hết bên một nào, về hết bên một nào. Má nó con thần chết gì không không chạy nổi. Cứ phải cố gắng lại chấn điểm cả khu. Khốn lành về đây. Đợi tôi tí. Tôi còn phải chấn điểm cái 3-4 nữa. Đề phòng có bom tôi còn chạy ra cơ. Không sao đâu, thanh niên kia lo được, kéo boss 3-4 mà. Ôi dồi ôi. Mà nó lại thủy thần nó dí vào mồm. Tôi chịu mẹ luôn. Dí thì dí tao luôn này. Ông có mình kia. Tuyệt Cái đi con mẹ lúc liên tục ạ. Được. Unlock xong tử thần dí vào mồm tuyệt vời.